tinh ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có thời gian nửa tiếng trong khi chờ Chư Tôn Đức thay đổi trang phục để làm lễ. Trước tiên thì thầy cũng xin chân thành cảm niệm và tri ân công đức của quý Phật tử đã không hề đường xa xa xôi trở về trong mùa Vu Lan Tháng Hội năm nay tại đạo tràng chùa Minh Chiên. Như quý vị biết thì đạo tràng chùa Minh Chiên chúng ta thành lập nay thì được 18 năm. Tuy nhiên khi di dời về đây thì dọn dẹp còn 8 ngày nữa mới được năm. 8 ngày nữa mới được vừa tròn được 1 năm. Thì quý vị thấy trong 1 năm qua thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực để xây dựng ngôi đạo tràng cho được trang nghiêm. Thầy nói trước là giảng pháp đầu thì thầy ít lắm, thầy không có rành nhiều. Nhưng mà nhân mùa Vu Lan thì thầy cũng có vài lời với quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, thì trong những ngày này, thì không ai bảo ai, từ thành thị đến thôn quê, người già người trẻ đều hướng về ba ngôi Tam Bảo để làm một chút gì đó công đức hồi hướng cho chư tiên linh cổ quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta Tây Phương trực đáo, cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ. Đặc biệt thì quý Phật tử nghe thiên kinh giảng quyển rất là nhiều về ý nghĩa công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Nhưng hôm nay tôi thì tôi không nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, mà tôi có một tâm sự muốn gửi đến quý vị. Để chiều hôm nay, khi quý vị tham gia cái trai đàn chiều hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận được. Đó là tôi muốn nói là tôi thay lời muốn nói, tôi thay lời cho những quan hồn uổng tử, thay lời cho những vong linh thai sản, tức là những thai nhi, những quan hồn có thể là chưa được tượng hình, những quan hồn vừa mới lọt lòng mẹ và những quan hồn yếu số dưới tuổi 12. Như quý vị biết rằng 9 tháng cu mang 3 năm hoàng dưỡng đó là công ơn của cha mẹ. Ấy vậy mà có những con người cũng như chúng ta mà chưa lần nào được gọi tiếng mẹ, tiếng cha. Đó là tôi muốn nói những tâm hồn thơ ngây. Tôi nói chuyện người sống trước. Thường ngày của tôi thì tôi hay đi làm MC cho các chùa hoặc là các buổi lễ cúng. Cho nên tôi cảm nhận rất nhiều những hoàn cảnh. Có một lần tôi dẫn chương trình ở đạo tràng chùa Bồng Lai. Quý vị biết chùa Bồng Lai đúng không? Chùa Bồng Lai là nơi nuôi nhiều trẻ em. Tôi đang nói chuyện thao thao bất tuyệt thì tôi thấy một chú tiểu lượm một cái hoa màu hồng đem lại đưa cho tôi. Của một đoàn Phật tử vô trong chùa Bồng Lai vô tình đánh rơi một đóa hoa hồng thì chú tiểu lượm lại nói: sư phụ ơi, sư phụ gắn lên áo cho con. Thì tôi mới nói trả lời là cái hoa hồng này của Phật tử chứ không phải của con. Thì chú tiểu mới trả lời là sao con nghe sư phụ nói ai còn cha còn mẹ thì cài lên ngực áo mình chiếc hoa hồng đỏ thắm, mà sao tụi con hồi đó giờ không có được cài hoa hồng. Thưa quý vị, những em bé mồ côi người ta cũng có quyền
có quyền được sống, có quyền được gọi cha, có được quyền gọi mẹ. Nhưng mà bất hạnh khi trong cõi đời này chưa một lần được gọi tiếng cha, chưa một lần được gọi tiếng mẹ. Có một thi sĩ làm một bài thơ như thế này: đã 3 tháng rồi con nằm trong bụng mẹ, nhưng chưa một lần nghe mẹ nói tiếng yêu thương. Cha lìa bỏ mẹ từ khi con hiện diện, con chẳng thấy mặt cha vì tình đã chia xa. Chiều lại chiều, mẹ và con ngồi trong thinh lặng dưới bóng cây ngọc lan nở trắng sân nhà, nghe trái tim mẹ đập mãi nhịp âu lo. Con biết mẹ đang gặp nhiều ngang trái, cay đắng cuộc đời phủ lên khuôn mặt mẹ xanh xao. Hãy gọi con đi bằng lời yêu từ mẫu, dè vuốt con qua bụng mẹ căng tròn. Hãy thì thầm bên con những buồn vui trong cuộc sống, để mẹ con mình nâng đỡ an ủi nhau. Biết mẹ buồn lòng con khắc khoải, muốn giơ đôi tay vừa mới hình thành để ôm lấy đôi vai gầy của mẹ. Con muốn khóc nhưng mắt chưa có lệ, cảm nhận tình đời đã cho con nhiều nỗi xót xa. Cha phụ bạc để cho mẹ con thành người, cha phụ bạc mẹ để con thành người không có bố. Nay sao mẹ đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ ơi đừng đưa con đi, mẹ ơi tới nơi con khiếp sợ, giao kéo vô tình hủy hoại đời con. Tặng vật mà Thượng Đế đã trao ban cho mẹ, khi mới là bào thai con đã là một thiên ân cao trọng. Mầm xanh địa cầu lòng mẹ cu mang, con mong ước chào đời trong vòng tay ôm ấp yêu thương của mẹ. Trong hân hoan đón nhận của cuộc đời, con sẽ lớn lên trong cao quý tình người. Thưa quý vị, như tôi nói từ ban đầu, có những hình hài chưa lần được gọi, chưa lần nào được gọi mẹ. Vì một nguyên nhân gì đó, vì một sự bắt buộc nào đó, có thể chúng ta đã dội quên bỏ đứa con từ khi còn trong bụng mẹ. Hoặc gia duyên, hoặc vì sự nghèo khó, hoặc vì nghịch cảnh đẩy đưa, hoặc là quan trái trong tình đời, để cho những thiên thần ấy chưa kịp chào đời đã sớm dội hủy diệt trong gang tấc. Có một sách sử ghi lại của một nhà tâm linh, quý vị biết là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, quý vị biết không ạ? Có một lần cô ta dùng tâm quán của mình để chiếu về một nơi ấy, thì cô ta gặp những cái quan hồn trẻ đến và nói chuyện. Thì cô nói là có những quan hồn ấy căm phẫn, thù hằn. Những linh hồn ấy quyết trở lại trần gian và tìm những người hại mình để báo oán. Mới nói rằng, mẹ ơi, tại sao cũng là những đứa con, mà đứa thì mẹ thương, đứa mẹ lại chối bỏ. Con quyết trở về đây để ân đền nợ quán. Con sẽ phá cho tiêu tan cửa nhà, con sẽ làm cho anh em lìa xa, chúng con sẽ làm cho ba mẹ bỏ nhau, chúng con sẽ quyết làm cho dòng họ điêu tàn, để cho nhà mình ly tán. Thưa quý vị, trong sự căm phận ấy, ai nằm trong hoàn cảnh đó thì cũng như thế. Ai nằm trong hoàn cảnh đó thì cũng như thế.
bởi những người đã vô tình cướp mất đi cái linh hồn, cái sự mà đáng lý ra chúng tôi phải cần được, nhưng người đã vô tình tước mất đi cái quyền đó, thì những linh hồn ấy cũng có quyền để đòi lại cái món nợ ân tình đó. Như tôi nói ban đầu, là vì một gia viên, một sự nào đó mà chúng ta vô tình chối bỏ đi, rồi bây giờ chúng ta chợt tỉnh, chúng ta chuộc lại lỗi lầm. Những đứa con ấy, thơ bé ấy, đáng lẽ lại có những cái tên mỹ miều, có những tên thiệt đẹp, thí dụ cha họ Nguyễn, thì quý vị lại đặt như thế nào? Quý vị lại nhẫn tâm đặt là Nguyễn Vô Danh, Trần Vô Danh. Tại sao không đặt là Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Lị Thị Thắm Hồng, hay là Nguyễn Thị Tươi Xanh rồi? Tên đẹp sao quý vị không đặt? Quý vị đặt là Nguyễn Văn Rớt, Trần Vô Danh. Đáng lý ra những đứa con ấy, những mảnh hồn ấy được sống, được yêu thương và được những cái tình cảm sâu sắc của quý vị đã dành. Chỉ có phép Phật, chỉ có phép Phật mới hóa giải được sự quan trái ấy. Chỉ có thần thông của Phật, chỉ có sự quan hỷ ấy mới giải quyết được cái vấn đề mà quý vị đã gây ra. Năm nay khác hơn mọi năm, tại đạo tràng chùa Minh Viên, chúng tôi quyết thiết lập Tam Thế Đàn chuẩn tế giải quan cắt kiếp, để cho những vong linh sản nạn thai nhi trượng vào thần lực ấy mà bước qua cầu thanh lương, nhất tâm. Và tôi mong rằng nếu ai trong chúng ta ngồi đây mà có những lần lỡ dại, có những lúc vô tình hay cố ý, thì hãy hướng về Tam Bảo mà sám hối thân mình, để những linh hồn quạnh tử ấy không còn cô đơn nơi bể khổ, những quan hồn ấy không còn trầm lưng, không còn thù oán. Và những vong linh ấy nếu nghe được những lời kinh tiếng kệ hôm nay, xóa bỏ hận thù và quyết một lòng hướng thiện, để có kiếp sau, để khi được đầu thai về thế giới an lành, không còn trầm lưng nơi bể khổ nữa. Chúng con cũng kính nguyện chư Tôn Đức trong khi tác pháp và hành lễ, dùng tâm thanh tịnh của mình với lòng từ bi hỷ xả quan hỷ mà tiếp độ những vong linh còn vật vờ trong bể khổ, siêu sinh về cõi Phật. Thầy nhắc lại quý Phật tử, nếu ai chưa ghi danh sách cầu an và cầu siêu, thì quý vị đến bàn thư ký để ghi tên rõ ràng những vong linh ấy và nhờ quý Thầy chú nguyện trong đêm nay, để nhất tâm cầu nguyện cho những hương linh ấy không còn vật vờ nơi bể khổ. Và Thầy cũng cầu nguyện cho quý vị được nhiều phước báo trong mùa Vu Lan. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh.